Xin chào các mẹ, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các mẹ cách tải video lên YouTube. Mục đích tải video lên YouTube là giúp chúng ta lưu lại để dễ tìm kiếm, chứ không phải mục đích bán mục đích kiếm tiền xin học, chỉ là mục đích lưu lại, nó lưu có hệ thống, nên mình rất thích cách lưu trên YouTube. Đầu tiên thì các mẹ vào phần YouTube, thì điện thoại của ai thì cũng đã đăng, chắc chắn là sẽ đăng nhập cái tài khoản Google của mình rồi. Hiện nay thì mình tính là tất cả các mẹ đều đã có tài khoản Google. Đây có chữ T trên cùng góc bên phải trên cùng gần cái pin ấy. Mình sẽ bấm vào đây. Mình phải bấm kênh của bạn. Bấm vào kênh của bạn. Rồi, đằng dưới cùng á sẽ có cái dấu cộng, mình bấm vào dấu cộng. Tải video lên. Đó. Thì mình sẽ tìm cái video và mình sẽ tải cái video đó lên. Đây, mình tải video này. Mẹ, bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Đó. Mình tải video đó lên. Khi tạo lên thì mình đặt tiêu đề. Chủ đề là video mình vừa hướng dẫn làm file đọc sách. Làm video đọc sách. Cho con. Rồi, như vậy, phần ở dưới này là phần chế độ, thì các mẹ có thể chọn chế độ công khai hoặc chế độ riêng tư, tùy các mẹ thôi. Nếu như mình để chế độ riêng tư thì mình chỉ gửi link cho ai thì người đó được xem. Còn chế độ công khai thì, mà chế độ công khai thì khi đó cô giáo mở ra thì mình xem được. Còn các mẹ để riêng tư thì sẽ không xem được. Đó, nên mình để chế độ công khai. Bấm vào chữ tiếp theo. Tải video lên. Đó, thì như vậy nó đang tải rồi, các mẹ nhìn thấy chữ cũng một chữ thư viện đó, nó tải lên đấy. Các mẹ cứ tắt hết á, một thôi là nó sẽ tự động tải lên. Cứ tắt điện thoại đi, cắt điện thoại đi, lúc sau mình quay lại cũng cứ được. Đó, thì sau khi đã tải lên rồi á, sau khi đã tải lên rồi thì mình nên là những cái bài đọc sách của con mình nên lưu vào một cái danh sách phát. Thì cách thêm một danh sách phát như thế nào là mình sẽ đây, mình bấm ví dụ cái bài 6 một giờ học này, mình muốn thêm vào danh sách phát thì mình sẽ bấm vào dấu ba chấm ở đây. Đó, sẽ hiện lên chữ là lưu vào danh sách. Đó, thì nó bài này là vì mình lưu sẵn ở đây rồi. Còn nếu các mẹ chưa có danh sách thì mình sẽ bấm vào chỗ là danh sách phát mới, thì mình sẽ tạo một cái tiêu đề phát mới gì đó. Đó, ví dụ như tạo tiêu đề là hướng dẫn chẳng hạn, chế độ riêng tư hoặc là công khai là tùy các mẹ nhé. Như mình nói đó, riêng tư thì chỉ một mình xem thôi, còn công khai thì mọi người ai cũng xem được cả. Đó, mình sẽ tạo danh sách phát đó. Đó, sau khi tạo danh sách phát xong rồi thì mình sẽ vào đây. Đó, mình lưu nó vào danh sách phát. Và lúc này sẽ có cái danh sách là hướng dẫn đấy. Đó, mình sẽ lên vào đây. Đó, xong rồi bấm chữ xong là được. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ mình thử quay lại xem những video lúc này đã tải lên nhé. Đây, video này đã tải lên rồi đấy. Hướng dẫn đọc sách cho con đấy. Mẹ, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách làm video đọc sách cho con. Bây giờ mình sẽ bấm vào ba chấm này. Mình lưu vào danh sách phát này. Hướng dẫn này. Xong này. Đó, như thế thôi. Bữa sau mình chỉ cần bấm vào danh sách phát. Tìm danh sách phát. Như vậy vì mình mới làm nên nó chưa hiện ở đây. Thì các mẹ thấy ở đây mình... À đây rồi, có đây rồi. Đây, vào đây. Mình bỏ đây. Giống như cái phần con mình đọc sách thì mình bỏ vào đây. Đó. Như thế này một lần cô giáo kiểm tra rất là tiện. Vậy thôi, chào các mẹ. Chúc các mẹ thành công.